Đây nè cô chú ơi, cô chú thấy em trai của chúng ta như thế nào anh nhỉ? Trời ơi, cô lắm, cô lắm nha. Trời ơi, coi nè, coi nè. Đó, cha mẹ cột tóc lên đã ta ơi. Chay ơi, chay nhìn cô chú nè con. Chay nhìn cô chú nè, nó có bạc xạo, nó xạo đó. Chào 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 quá ừ nó chào ai 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 ôm mẹ hả, ôm mẹ hả, ngồi xuống, ngồi xuống, cô chú coi tóc mái nè đẹp không, tóc đâu, tóc đẹp không, tóc đẹp đâu chị Mai ơi, tóc đẹp không đó, tóc tôi dài trong gió bay nhẹ ngay ngất lòng anh đó cô chú. Oops. Kì chay ba vô kì chay, ba kì chay. Trời ơi, coi cái ba kìa. Yeah, so once I turned it off, it immediately went dead, so I gotta bring. Đây nè cô chú ơi, bữa nay mẹ chay sẽ mở ra cái hộp Play-Doh. Play-Doh này, Play-Doh, Play-Doh. Không phải Play-Doh, Play-Doh. Cái hộp này là hộp đất sét nha. À, hộp đất sét nha cô chú. Yeah. Có mấy hộp? 1 2 3 4 5 6. À, con thích màu nào chỉ mẹ coi, con thích màu nào? Thích màu nào? Thích màu nào lấy đi rồi mẹ gỡ ra cho. Hả? À, thích màu nào? Con thích màu nào? Thích màu nào? Thích màu này nha. Rồi, thích màu này. Đây là màu, con biết màu này màu gì không? Màu này là màu màu hồng. Màu hồng là màu pink. Ủa, đi mày thấy chưa? Đất sét dẻo dễ sợ không? Ngày xưa nhớ đi học á, muốn có cái loại màu đất sét nặng á, trời ơi mà đất sét á nó bị cứng dữ lắm chứ nó không có mềm như những đất sét này. Những đất sét này mềm đã dễ sợ luôn, mình còn thích chơi mà chứ ở chi thấy mấy đứa nít đụng đất sét cho nó mềm. Để coi mẹ coi đất sét này được làm ở đâu đây hả? Đất sét này được làm sản xuất, đất sét này mẹ coi như được sản xuất ở đâu. À, đất sét này được làm ở Canada. Đất sét này ở Canada. Đó, đây 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 mẹ. Đừng có móc vàng chi thôi, vậy đâu đây được rồi. Rồi đây nè, hình con bướm nè, có cái hình con bướm nè, con thấy không? Đây nè hình bướm nè. Rồi mẹ làm cho con nha. Bỏ cục đất sét lên đây nè. Bỏ cục đất sét lên đây nè. Ha, xong rồi cái lấy cục đất sét ra. Làm ra. Trời ơi, có sắp lên kìa. Trời ơi, sao dầu dữ vậy ta. Wow, sắp lên đi con, sắp lên đi. Sắp lên. Làm sắp lên, sắp lên. Wow. Trời đất ơi, tự biết làm luôn á. Trời ơi, hết hồn luôn nha. Sắp lên đi con. Sắp đàng hoàng, sắp đàng hoàng, sắp lại đàng hoàng. Wow, mẹ nè, cô chú coi nè, con mẹ chay làm được hình con bướm nè. Trời ơi, giỏi. Giỏi ghê á. Để kêu ba ra coi. Baby, can you come out here and look at the baby? Để kêu ba ra coi coi chay làm được cái này, chay giỏi quá. Baby, look what she doing. She stack thing up. By herself. Very good. I like. She'll like Legos soon, yeah, where she's a big box. Look at this. Look at this. Wow, it's amazing. Yeah, nhìn. Yay! Wow. Bỏ lên, đúng rồi. Đây nữa nè. Bỏ lên. Bỏ lên. Bỏ lên. Bỏ lên. Woo!
bị ngã rồi, sắp lên lại. À vậy là bây giờ mua đồ gì cho nó chơi để nó sắp cái này lên vậy ta? Khoan để mẹ đóng này lại. Bỏ lên. Trời, tự nhiên nó cầm cái nó tự nhiên nó sáng chế ra nữa. Sắp lại đi. Sắp lại cho cô chú coi coi. Tự nhiên nó sáng chế ra được, nó đặt được mấy hộp nó lên chung với nhau luôn, không ngờ luôn trời. Thằng nào giờ đâu có mấy đồ chơi này đâu, cho nó biết làm mấy này. Wow. Baby, what should we buy for her that so she can play like this? Đầu đầu kia, đầu kia. Đúng rồi, đầu đó, đúng rồi. Wow. Good job, JD. Good job. Đầu kia. Đúng rồi. Đúng, chính xác đây nữa. Từ từ thôi nha. Đúng. Rồi, sắp lại đi con, sắp lại. Wow. Coi chừng nha, từ từ nha, từ từ. Wow, JD, good job. Chê giỏi quá. Để mẹ lên mạng, mẹ nghiên cứu, mẹ kiếm đồ, mẹ mua cho con để con chơi mấy cái này nha. tưởng ai ngờ, tưởng nó mê đất sét, ai ngờ nó mê cái trò mà xếp lên vậy nè. Nhà con. Không, thấy chứ. Con làm là con, nè mẹ chỉ nè, cái cặp mắt con phải nhìn vô, đúng rồi. Thấy chưa? Bỏ lên mà cái cặp mắt mình đi nhìn chỗ khác mà mình không có thăng bằng là không được. Phải nhìn, phải lúc nào cũng chú trọng, đừng có chú trọng kiếm mấy cái kia làm chi. Một cái thôi. Đây sao, đây. Rồi. Nè. Từ từ, ngã. Good job, JD. Good job. Hey, còn gì nữa không? Bỏ này lên luôn. Hết rồi, có 6 bình nè. Kiếm nó lỡ kiếm cái khác nè. Sắp lên nữa. Trời ơi, giỏi quá thôi á. Rồi vậy là vậy à, giờ là ngồi sắp cái này lên tới sáng luôn nè. Sắp lên tới sáng luôn nè. Nè, đây mẹ đưa cho. Giới là ngã đó. Đúng rồi. Wow. Trời, nó tự vỗ tay nó luôn kìa. Bỏ xuống rồi, bỏ lên lại hả. Wow. Good job, JD. High five, give mommy high five please. Thank you. Good job. Đây nè cô chú ơi. Đây bây giờ tôi sẽ đi đánh răng nè cô chú. Mẹ mới mua cho chơi cái bàn chải mới nè. Bàn chải của chơi bị te, tôi từ lưa hết rồi. Không được dọc cái nước này. Không nha. Rồi đang ăn chào mẹ nha. Đó, bằng chảy mới này hiệu Tom. À mẹ chưa? À. Nhúng vô nước đi. Đúng rồi. Đây, mẹ lấy kem đánh răng. Bằng chảy này sao? Không thấy bằng chảy này ngon không? Bằng chảy trước không? Mềm không bằng chảy trước không? Rồi, đến đây. Trời ơi, vừa đánh răng mà vừa ở nữa. Chay mới vừa uống một chai sữa bự thịnh thịnh luôn. Bây giờ là chay đánh răng chuẩn bị đi ngủ cô chú ơi. Ngày mai mẹ sẽ tiếp tục quay video clip của chay cho cô chú cùng xem. Nói này con, đánh răng đi. Đánh răng đây nè, đánh răng cho cô chú coi nè. Trời ơi, phun xuống nó bắt trước đó chưa? Bắt trước á. Trời ơi, giờ kiếm đồ để phun ra đó hả? Trời ơi, nó phun kìa.
Trời ơi, bắt trước iPhone vậy hả? Ai chỉ con á, ba chỉ con hả? Rồi ơi, ba chỉ nó phun ra nha, nó phun ra nè cô chú. Giỏi dữ vậy ta. Dính gì mẹ à? Hả? Đó, con đánh đi cái bàn chải đâu của con. Cái này là bàn chải của ai, người nó lấy đánh chứ không có đánh chung rồi con. Trời ơi đó. Phun ra luôn trời ơi. Quá dữ luôn. Bà ngoại ơi, con Chi nó đang alo bà ngoại kìa. Kìa, cầm điện thoại lên alo đi con. Cầm điện thoại lên alo ngoại đi con. Alo ngoại đi. Hả, alo đi. Cầm lên alo ngoại, ngoại không thấy luôn á. Đó, đọc sách đó, đọc sách đó. Con mở sách ra ngồi nói kìa. Thôi con đem điện thoại lại cho mẹ đi chứ, tự nhiên mẹ đang nói chuyện với bà ngoại mà cầm điện thoại lên kia. Ok, con đem điện thoại lại cho mẹ đi. Điện thoại kìa, điện thoại dưới chân con kìa, đưa cho mẹ đi. Đưa điện thoại cho mẹ, nói chuyện với bà ngoại đi, con nói chuyện với ngoại đi, alo ngoại đi. Vậy, nói gì á? Đó. Tôi duyên quá, tự nhiên tôi đang điện thoại, tôi đang nói chuyện cái đi đem ra đằng kia. Đây nè cô chú ơi, Chay mới ngủ dậy nè cô chú. Chay mới ngủ dậy. Ê, đổ. Mẹ cắt nửa trái bơ ra cho Chay ăn nè cô chú ơi. Ăn này ăn trưa của em đó. Đó. Ăn trưa đi con. Ở đây mẹ làm cho. Đây mẹ làm cho đây nè, làm đi nè. Rồi, ăn đi. Đúng rồi. Bơ này là bơ không chứ không có đường, không có sữa, không có gì nha cô chú. Ngủ dài coi tóc tai bù xù. Ăn vô luôn đi, còn nhổ cái miếng kia ra nữa. Ngon không con? Ngon không? Đã chưa? Đây, này mày sắn cho. Mày sắn cho. Mày đút cho ăn dễ thôi nha. Cái ăn cháo nó ngán quá rồi. Phải cho ăn đồ khác. Ăn mà nếu mà ăn hết nửa trái bơ này cũng tốt rồi. Đồ dành đút không à. Hả miệng bự ra, hả miệng bự ra ăn hết cái miếng đó vô. Hả ra đúng rồi. Bự ra. Mày này mày đút cho. Đó, đúng rồi. Ăn bơ vô cho tốt nha con. Bơ này ngon dữ lắm á. Bơ này mày mua ngon dữ lắm á. Này mày chỉ cho đút vô à. Hả miệng bự hả? Đúng rồi. À, cô chú thấy gian bơ, cô chú có thèm không ta?